gì có nhiều hả? Ta đi học cỡ nếu mà đi dọc đường là phải gặp khoảng 2-3 chiếc gì đó. Mưa hết trơn rồi. Giờ không biết có ông mưa không.
Ồ, nằm nghe nó đúng là y kỳ sản xuất luôn. Nằm nó hơi bị ấm. Tao nằm trước á, nằm trước cái đầu có cục máy nó tỏa ra cho nó. Luôn à, đi biết còn mở cửa không, mà đuổi đi cho chết. Cái giờ đó ai đi mở cửa vô đi uống cà phê. Ờ à, đợi đây vô nó ngồi đợi em đi từ Sài Gòn xuống đây để đợi để uống được cốc cà phê quê hương á. Đi là phải nhớ quê hương, phải được.